Tôi đang làm cho dự án về năng lượng. I'm working on the energy project. Tôi không biết chắc cách làm đâu. I'm not sure how to do that. Bạn có thể chỉ cho tôi không? Could you guide me, please? Could you show me how? Tôi cần thêm chút thông tin. I'll need more information. Tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm. I'll get back to you so soon. Xin lỗi, tôi không giúp bạn được điều đó. I'm sorry, I can't help you with that.